Xin chào các bác nhé. Em tiếp tục lên cho các bác một con, nó là một cặp. Đấy, một cặp loa của dòng Denon. Con này thì nói thật sự các bác là bác nào mua được con này phải nói là quá là đỉnh cao luôn. Em không nói dối một tí nào luôn. Bởi vì là bác nào mà đã nghe dòng M37 rồi các bác sẽ biết. Riêng M37, cái đặc trưng của nó ấy là nó bát cực kỳ ấm và sâu. Tiếng nó sâu cực kỳ luôn các bạn. Nghe cảm giác như đã có trầm thôi nhá. Các bác nghe con này cảm giác như đã có trầm luôn. Đấy, bác nào mà đã trải nghiệm cái này rồi thì hãy comment đánh giá phía dưới để cho các bác khách khác thấy rằng em không hề nói sai luôn. Cái đặc trưng của M37 thì cái bát của nó các bác này, nó đánh đầm cực kỳ luôn các bạn, đánh đầm dã man luôn ấy. Đó, nói thì em tả như này thì nhiều khi là các bác có thể là không hình dung ra được, nhưng khi các bác mà nghe rồi, được nghe ở đâu đó rồi, hay là có thể qua trực tiếp cửa hàng nhà em mà nghe thử, các bác mới thấy rằng là em nói không hề sai một tí nào, không hề ngoa luôn. Cái bát của con này đánh nó có cái cảm giác các bác nghe nó như nó có súp luôn. Nó rất là trầm và nhưng mà nó ấm cực kỳ các bác nhá. Nó trầm mà nó ấm mà nó nghe nó lại rất là giòn. Đấy, thế nó mới tài các bạn. Thì cái theo em tìm hiểu được ấy và được nghe một số bác khách hàng có mách lại rằng cái con bát này ấy, nó có cái hay ấy, nó là do đây này các bác này. Do phía sau cái cầu loa này nó có một cái bộ phân tần. Các bác nhá, do cái phía sau của con loa này nó có một bộ phân tần. Đấy. Nó giúp cho con bát này tiếng nó chắc và nó đầm và nó sâu đó. Thì các bác không tin nhé, các bác không tin thì hãy về mở cho em bốn con ốc này ra, các bác sẽ thấy ở quanh khu vực này nó sẽ có một bộ phân tần đó, và nhờ có bộ phân tần đó mà nó giúp cho con bát này tiếng nó sẽ sâu hơn, đầm hơn, chắc hơn, ấm hơn. Ngoài ra thì con này được trang bị dòng chép đom rồi, chắc chắn phải là chép đom. Bởi vì sao? Bát của dòng này mà đã ấm, mà đã đầm, đã sâu, mà nó đã nhiều trầm ấy, thì chắc chắn phải có con tép sáng. Thì khi tép sáng kết hợp với bát này thì nó mới lên được cái trung âm hay các bác nhá. Chứ không mà con tép này mà là tép thường thì không bao giờ nghe được, bát nó sẽ lấn át tép ngay đó. Thế nên là người ta phải thiết kế một con chép dom hàng VIP thì nó mới đủ xứng tầm với con bát này đó. Về hình thức thì đây, cái dòng này thì nó luôn luôn là làm theo kiểu bo góc, nhìn nó rất là đẹp các bác nhá. Và các bác về các bác bê thử các bác sẽ thấy nó phải gọi là như cái cối đá, nó như cái cối đá luôn các bác nhá. Nó lặng kinh hồn luôn đấy. Về các bác bê các bác sẽ thấy nặng lắm. Thì cái con này công suất của nó là 120W một chiếc các bác nhé. Đấy, 120W một chiếc này. Đấy là cái công suất cực đại, tức là công suất maximum mà có thể chịu được. Kiểu như các bác ấy, sức của các bác gánh tối đa là có thể là 60 cân hoặc 70 cân. Đấy. Còn từ 60 cân đổ xuống là mình có thể gánh thoải mái, được chưa ạ? Gánh từ 1 cân, 2 cân, 3 cân đến tận 60 cân. Thì con loa này cũng vậy. Các bác có thể phối từ công suất cứ từ tầm khoảng là 60 hay là 40 đến 120 là được. Được chưa ạ? Hình thức thì các bác nhìn thực tế nhá, hàng bãi thì nói chung là nó về như nào thì em chỉ có quay như vậy thôi, chứ nhà em là không có mông má hay là sửa chữa đâu. Bác nào theo dõi nhà em rồi thì biết, nhà em bán 11 năm nay rồi, không có mông má, không có sửa chữa, tất cả hàng nó là mộc mạc. Đấy, bác nào theo dõi kênh nhà em thì biết. Còn video ấy thì em chỉ quay hình thức và miêu tả thôi, chứ còn bác nào chốt là em sẽ có cái video test bàn giao lại, đảm bảo cho các bác là bát tép lên ok. Còn các bác nhận hàng có quyền mang ra thợ hoặc tự check nha. Shipper người ta giao đến tận tay thì các bác bỏ ra các bác kiểm tra xem có đúng như trên video hay không, kiểm tra cho em xem có đúng là gân thay hay không, màng thay hay không, hay tép thay hay không. Đấy, nếu đúng thì cứ alo cho em trước mặt shipper luôn, gọi cho em nhá. Đấy, thì đấy là cái yên tâm để các bác đặt hàng. Còn nhà em bán 11 năm nay rồi, không có bao giờ lừa đảo, không bao giờ để khách hàng phải gọi là phiền hay là một tí gì luôn. Đấy, mua hàng là đều vui vẻ hết các bác nhá, nhận hàng là vui vẻ hết. Có những bác còn nhận hàng xong còn nhắn tin lên cảm ơn. Đấy. Mặc dù mất tiền nhưng mà vẫn cảm ơn nhà bán, bởi vì là đã làm đúng và làm thật. Đấy, nhà em là phương châm là cái gì là bán là phải thẳng thật với nhau luôn, chứ không có kiểu lừa đảo hay là ba lăng nhăng. Bởi vì nó cũng chả đáng bao nhiêu để mà lừa các bạn. Ví dụ nó ở tầm khoảng nghìn tỷ, là vài nghìn tỷ bỏ công lừa, bởi vì lừa như thế nó còn đi tù. Đi tù chục năm xong về vẫn có khoảng mấy chục tỷ hoặc vài trăm tỷ để tiêu đúng không các bác? Chứ còn cái cặp này nó có bao nhiêu đâu? Có 1.680.000. Đấy, lừa xong về các bác đánh cho trận, có mà đi viện mất mấy chục triệu có mà toi, đúng không ạ? Đấy, nó vui như vậy chứ còn nó cũng thực ra nó cũng chỉ có hơn triệu bạc các bạn, nó không không đáng bao nhiêu cả. Đấy, thế nên là cũng không bỏ công để lừa các bạn. Nếu còn đô này ví dụ mà nó tầm khoảng là nghìn tỷ là em lừa ngay đấy. Sẵn sàng lừa luôn đấy các bạn, đi tù thêm khoảng chục năm là về là có mấy trăm tỷ để tiêu. Rồi, nói vậy thôi chứ còn nó cũng chả đáng đâu các bạn. Này thì bác nào lấy thì alo em nhé.
Còn riêng về chất âm các bác nhá, riêng về chất âm các bác không cần phải hỏi em là có hay không các bác nhá, bởi vì đây là cái bộ dàn của nó, nếu như tính cả loa của nó mấy triệu cơ, đắt lắm đấy. Nhưng mà đây chẳng qua nó về lẻ thì em báo cho các bác là giá lẻ thôi đấy, bán theo giá gần như là để về các bác buôn thôi đấy. Còn bác nào mà nghe được thì con này thì đúng là hết tầm luôn, đầu tư được con này thì hết ý luôn, nghe nó phê đúng không ạ? Đó thì giá là 1.680.000, bác nào chốt thì nhanh tay alo cho em để em test bàn giao nhá. Đấy, bên em sẽ có video clip test bàn giao, đọc tên cộng số điện thoại cộng tỉnh thành của các bác đầy đủ luôn. Em sẽ không đọc chi tiết đâu nhá, em chỉ đọc ba số điện thoại cuối kèm theo là gì, tỉnh thành, chứ không đọc rõ chi tiết phường xã, và đọc tên các bác, không đọc họ, được chưa? Hãy để tránh lộ thông tin nhưng vẫn đảm bảo là test hàng cho các bác. Đấy, thì bác nào mà chốt thì alo em nhá. Em xin chào và kết thúc video tại đây nhá.